Vào tối ngày 17 tháng 9, tức ngày rằm tháng 8, đã có nhiều tốt thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, rút còi lớn, lạng lách đánh võng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là khi nhiều gia đình cho con em đi vui Tết Trung thu ở khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh của thành phố Hưng Yên. Các đối tượng đi xe máy rượt đuổi nhau trên một số tuyến đường ở địa bàn thành phố Hưng Yên, tập trung nhiều nhất là trên đường Nguyễn Văn Linh. Các nhóm thanh niên này đã vòng đi vòng lại rất nhiều lần như một sự thách thức dư luận. Được biết các hành vi này đã từng gây ra một số vụ tai nạn giao thông. Hồi tháng 5 năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đã khởi tố 15 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời xử phạt hành chính 2 đối tượng về hành vi trên. 2 đối tượng có liên quan khác cũng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Nguyên nhân là vào tối ngày 16 tháng 4 năm 2024, đã có xe trong nhóm thanh niên này không làm chủ tốc độ đâm vào đuôi ô tô của người đi đường, gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương, làm hoang mang dư luận. Đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này.